chào các em, chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với bài học của sách của lớp 10 chương trình sách giáo khoa mới nha. Đó là bài số 7, Unit 7, Cultural Diversity. Và bài số 7 là Communication and Culture. Trước khi vô bài học thì cô sẽ cung cấp cho chúng ta một số từ vựng. Rồi, từ vựng đầu tiên cô có là Stocking. Tiếp theo, Chimney, Legally, Symbolize, Easter, Decent, Robberous, Self-Reliance. À, cô sẽ đọc lại một lần nữa và chúng ta sẽ ở nhà sẽ thực hành, tự chúng ta sẽ thực hành cái từ vựng này. Stocking, Chimney, Legally, Symbolize, Easter, Decent, Robberous, Self-Reliance. À, chúng ta qua hoạt động tiếp theo. Communication, Activity 1. Read some information about gifts given in the UK. Read about each occasion and talk to a partner if you have a similar or different custom in Vietnam. Rồi, đây là hoạt động chúng ta nói về gì đây? Mình sẽ sắp sửa đọc một vài thông tin về cái việc tặng quà ở Vương quốc Anh. Chúng ta sẽ đọc về những cái dịp, những cái hội, cái lễ mà người ta sẽ tặng quà và sau đó mình sẽ trao đổi với người bạn xem coi ở Việt Nam của mình có những cái phong tục giống nhau, khác nhau như thế nào so với Vương quốc Anh. À, sách giáo khoa của mình chúng ta sẽ thấy ở trang số 23 nha. À, đây là cái bài đọc. Chúng ta sẽ có, cô sẽ cho chúng ta 2 phút để đọc bài đọc này nhé. Sau 2 phút chúng ta sẽ có những cái thông tin cơ bản sau đây. À, về ở Vương quốc Anh, đầu tiên chúng ta sẽ có được Christmas Eve, tức là đêm trước Giáng sinh. Rồi, 18 birthday, sinh nhật lần thứ 18, Easter, lễ phục sinh, và Mother's Day, ngày của mẹ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm những thông tin ở Việt Nam của mình. Chúng ta thấy ở Việt Nam có những cái giống và khác so với Vương quốc Anh như thế nào. Ở Việt Nam mình thông thường mình sẽ không có tặng quà cho nhau về cái dịp Christmas Eve, mà mình sẽ tặng quà cho nhau, tặng tiền lì xì và việc phổ biến nhất là nó lên New Year. Rồi. Còn về sinh nhật lần thứ 18 thì ở Việt Nam mình cũng có. Còn Easter là lễ phục sinh, ở Việt Nam chúng ta cũng không có lễ phục sinh, nó chỉ dành cho những người theo đạo. Còn như vậy cô sẽ gợi ý một cái lễ khác, đó là Teacher's Day. Rồi. Và cuối cùng Mother's Day thì mình sẽ có tương ứng là Women's Day. Rồi, đây là những cái cô đưa ra gợi ý cho chúng ta ha. Rồi, vậy chúng ta sẽ tìm cho cô những thông tin về bốn cái lễ hội này. Đầu tiên, Lunar New Year, cô đưa ra gợi ý là Children receive lucky money in a red envelope from the elderly on the first day of the New Year. Trẻ em sẽ nhận được tiền lì xì trong một cái phong bì đỏ từ người lớn vào ngày đầu năm mới. Vào sinh nhật lần thứ 18 như thế nào đây? Khi mà chúng ta vượt qua được kỳ thi đại học thì chúng ta thường nhận được một cái chiếc xe máy hoặc là một cái laptop mới từ bố mẹ ha, để mà chúng ta bắt đầu đi học đại học. Và Teacher's Day vào ngày 20 tháng 11, và vào ngày này thì giáo viên thường được nhận hoa hoặc là quà. Women's Day, những quà phổ biến nhất vào ngày quốc tế phụ nữ là hoa, và nó sẽ vào ngày 8 tháng 3. Rồi, đây là những cái gợi ý của cô về sự khác biệt và giống nhau giữa hai cái đất nước là Vương quốc Anh và Việt Nam. Chúng ta hoa qua hoạt động tiếp theo, Activity 2. Put the following chamber of words or races to make questions about giving and receiving presents. Practice asking and answering the questions in here. Sau đây chúng ta sẽ có những câu hỏi, nhưng mà những cái từ và cụm từ của nó là người ta sắp xếp nó không theo một trật tự. À, chúng ta sẽ có nhiệm vụ là chúng ta sẽ sắp xếp nó theo một trật tự cho đúng câu có nghĩa và mình sẽ thảo luận với bạn. Chúng ta có tổng cộng là 7 câu. Rồi, cô sẽ cho chúng ta 3 phút để làm bài tập này. Sau đây chúng ta sẽ cùng check đáp án với cô, rồi chúng ta làm đáp án giống cô không nhỉ? Câu số 1. For, who, present, do, by, you, often. Đáp án em như thế nào? Chúng ta sẽ xem coi giống cô không nha. Câu số 1. Who, do, you, often, by, presents, for. Câu này khá là dễ nha. Số 2. Presents, on, by, what, do, you, occasion.
OK, xin chúng ta học rồi, nó có nghĩa là gì? Như vậy câu này chúng ta sẽ sắp được như thế nào đây? On what occasions do you buy presents? Vào dịp nào mà mình sẽ đi mua quà? Number 3. Đáp án như thế nào? Which shop do you usually go to when you are shopping for presents? Khi mà mình đi mua quà đó thì mình thường đi những cái shop nào? Number 4. What's the most expensive present you have given? Mình món quà nào đắt tiền nhất mà mình từng tặng? Number 5. On what occasion do you receive present? Vào dịp nào mà chúng ta nhận được quà? Number 6. What present do you normally get? Bình thường tặng được, nhận được quà là những món quà gì? Và câu cuối cùng. What is the best present you have ever received? Món quà tốt nhất mà mình đã từng được nhận là gì? Rồi, câu đáp án của chúng ta có giống của cô không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ qua thực hành ha. Câu thứ nhất. Cô sẽ cho một số gợi ý để chúng ta trả lời. Ta hỏi là mình thường mua quà cho ai? Thì câu trả lời của mình là tôi thường mua quà cho ai đó. Và nó sẽ là I often buy presents for my family, my friends, my relatives, my lover, etc. Những cái từ cô gạch dưới và tô màu đỏ là những từ chúng ta sẽ thay thế và chúng ta sẽ thể chọn bất cứ cái nào phù hợp với mình. Number 2. I often buy presents on Women's Day, Vietnamese Women's Day, Valentine's Day. Thường là tôi đi mua quà vào ngày của mẹ nè, ngày hoặc là ngày quốc tế phụ nữ, hoặc là ngày phụ nữ Việt Nam, hoặc là ngày Valentine's. Number 3. Khi mà tôi đi mua quà thì tôi thường đi đâu? When I'm shopping for present, I usually go to souvenir shops in my hometown. Gợi ý của cô là chúng ta sẽ đi vào những cái shop bán đồ lưu niệm ở thị trấn của mình. Còn nếu mà mình có thể xa hơn nữa, mình muốn đi đâu thì đi ha. Number 4. Món quà mắc nhất mà mình từng tặng là gì? Yeah. The most expensive present I have given is a laptop or a ring, etc. Number 5. Vào dịp nào mình được nhận quà? I receive present on my birthday, on children's day, on Valentine's Day, etc. Number 6. I normally get flowers, get books. 7. The best present I have received is a book, a shirt, a t-shirt, or a skirt, v.v. Tùy theo chúng ta ha. Và đây là 7 câu trả lời gợi ý của cô. Chúng ta sẽ thực hành nói ở nhà ha, và để rèn luyện kỹ năng speaking của mình. Sau đây cô sẽ qua một cái hoạt động tiếp theo. Number 2, culture. Sách giáo khoa trang số 214. Hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ đọc hai cái bài test về người Mỹ và người Việt Nam về để xem cái quan điểm của họ về sự thành công. Và sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Ta có tổng cộng 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, What is the American idea of success? Quan điểm của người Mỹ về thành công là gì? Câu thứ hai, ai được xem là một người thành công ở Việt Nam? Tức là một người mà ở Việt Nam được xem là thành công thì phải như thế nào? Number 3, chúng ta sẽ tìm được những cái similarity là những cái điều tương tự, hoặc là difference là những điều khác biệt giữa hai cái quan điểm về thành công ở hai cái nền văn hóa Việt Nam và American. Rồi, câu trả lời. Chúng ta sẽ có 2 phút để làm cho cô cái ba cái câu hỏi này nha mấy anh. Rồi, chúng ta sẽ qua câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất, What is the American idea of success? Rồi, câu trả lời khá là dài nhưng mà chúng ta có thể tìm được ở trong cái bài đọc của mình đó, thông tin giống như trong bài đọc. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi ha. Và cô sẽ dịch sơ qua cho chúng ta hiểu. Đối với người Mỹ, thành công có nghĩa là mang cho gia đình được mình một mức sống khá là ổn và sẽ có một nghề nghiệp cao và thành tựu khi họ bắt đầu. Thành công cũng có nghĩa là kết quả của việc họ làm chăm chỉ và tự lực cánh sinh.
nào được xem là thành công ở Việt Nam? Yeah. For Vietnamese, success goes along with a high status job with good income and with respect at work. Đối với người Việt Nam, thành công là sẽ có một công việc có địa vị cao, có lương thu nhập cao và được tôn trọng ở nơi làm việc. Và cuối cùng câu thứ ba khá là dài nha mấy em. Chúng ta sẽ tìm ra được sự tương đồng và sự khác biệt về cái quan niệm thành công giữa hai quốc gia. Và đây là câu trả lời cuối cùng. Cả hai nền quốc gia này đều xem thành công là phải kiếm được nhiều tiền. Ha. Rồi, người thành công là người phải có địa vị cao trong công việc. Rồi, tuy nhiên sự khác biệt là cái ý cuối cùng của cô nè, là người Mỹ thì người ta sẽ phụ thuộc vào tự bản thân họ, họ tự làm. Còn người Việt Nam thì lại khác, họ mong đợi được sự tôn trọng từ người khác. Rồi, đó là tất cả những gì về cái bài Communication và Culture của chúng ta hôm nay. Và cuối cùng là chúng ta có assignment. Đầu tiên, về nhà học từ vựng cho cô, tất cả từ vựng hồi nãy cô dạy đó ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lên trang Viettel Study để tiếp tục làm bài tập. Cô xin chào các em.